Tính năng thứ hai sẽ là Self Healing nha. Thì khi mà một cái web application under test có sự thay đổi thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới những cái object locator của mình luôn. Do đó là cái việc mà mình tạo nè, bảo trì cũng như là cái độ linh hoạt của cái object locator đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái sự thành công. Và khi mà mình test một cái web app, Self Healing đó, nó có tính năng là phục hồi những cái locator bị hỏng và uh, sử dụng những cái locator khác tốt hơn để chạy cái test của mình mượt hơn. Do đó là nó sẽ giúp cho cái người tester nè giảm thiểu việc bảo trì cũng như là đối với những cái bộ test mà mình chạy qua đêm đó nó sẽ giúp là cái test của mình chạy mượt mà hơn. Bây giờ thì Vi sẽ demo cái tính năng self healing này nó hoạt động như thế nào nha. Như mọi người thấy ở đây Vi có một cái kịch bản test nó là login thành công đơn giản thôi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á, là cái nút make appointment này á nó có một cái xpath bị hỏng ở đây nè. Ví dụ thôi ha, thì bên cạnh đó là vi còn có những cái uh, loại export khác mà do cái thằng là web recorder cũng như là cái spy object nè, nó capture lại. Đó, export nó còn capture được attribute, CSS hoặc là thậm chí là uh, cái hình ảnh của cái button đó. Bây giờ vi sẽ chạy thử cái test này xem sao nha. Rồi mở trình duyệt lên. Bây giờ thì nó sẽ bấm vào cái nút make appointment nha kết quả đây thì vi sẽ mong đợi là nó vẫn phải bấm vào cái nút máy gặp mình của vi để nó vá lại cái xpad bị hư nè và dùng những cái loại xpad khác để chạy tiếp cái test của vi nha vi kéo ra đây cho mọi người dễ nhìn nè đó thấy không nó bấm vào thành công và điền username password ok pass rồi nha bây giờ mình sẽ xem xem là cái nút make appointment nè nó như thế nào để vi mở console lên đó như mọi người thấy nè ở đây nó không có dùng được cái xbox này của vi để nó click vào cái nút make appointment sau đó thì nó trigger cái Safe healing đó và nó đã tìm được một cái một cái object khác ok hơn để nó chạy tiếp cái test của vi và bên cạnh đó mình sẽ thấy một cái tab là Safe Healing Inside bấm vào đây để mình xem là ở cái object này là object gì và nó bị fail ở cái locator nào và bên cạnh đó là nó propose cái locator để chạy uh, tiếp cái test của Vi ha mình bấm vào review để xem là cái button này là button gì đó nếu mà mọi người thấy ok thì mình cứ bấm nút là approve sau khi mà bấm vào cái nút approve là mình cho phép nó dùng cái propose locator để mà nó vá vào cái uh, locator trước đó bị hỏng của mình nè đó như mọi người thấy nè cái xe filling nó rất là tiện cho mình để mà mình bảo trì được cái test object nha cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay đừng quên bấm like đăng ký kênh của test mentor để nhận được những thông tin mới nhất nha